ở đằng xa xa cái nhà mình thấy một cái bóng, không cái nhà thấy chỗ cái kẹt cái cột không, chỗ cái kẹt cái cột đó. Ôi đi đi à. Từ gần xuống hình hai cái bóng một bông bự bông nhỏ nè. À, xin chào Hai Bông nha. Tai nạn hả? Bệnh hả? Bệnh chết. Ủa bệnh gì mà chết luôn hai ca hai chị em vậy? Chết cùng lúc hay là chết trước chứ sao? Chết trước chứ sao là cùng chết cùng lúc? Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sang Ma TV cả nhà. Dạ. Thì cô chú anh chị ơi, thì hiện tại bây giờ á thì mình đang ở dưới đồng nên rất là gió. Thì nói chuyện chắc có lẽ là sợ là bị gió nên các bạn khó nghe cả nhà. Thì mình sẽ cố gắng nói tiếng lớn cho cả nhà mình nghe. Thì hiện tại bây giờ là Tú mình đang trở lại cái khu nhà mộ mà trước đây mình đã đến đây cũng khá lâu rồi cả nhà, cũng chưa quay lại. Cái khu nhà mộ có cái dòng thành rất là bự đó cả nhà, giữa đồng đó. Mà hình như mình nhớ ở đây cũng có giúp cũng nhiều vong á, cũng 3-4 vong gì. Mà cũng gặp vong dữ đó cả nhà. Thì cũng khá lâu rồi, cũng không biết ở đây có linh hay không. Thì hôm nay mình trở lại tìm hiểu khu vực ở đây và khám phá về tâm linh thứ nhất. Còn điều thứ hai á, thì cả nhà mình chắc có lẽ cũng có một số anh chị thắc mắc là tại sao mà hôm nay á, mình không trả lại giúp cô bé có bầu và tại sao đến đây đó. Thì thưa cả nhà mình á, là đây là tại vì đi trên đường mình đi hái bông sen á, đi kiếm bông sen về để giúp cho bông linh đứa bé có bầu đó. Thì sẵn dịp đi ngang đây thì mình sẵn mình vào mình quay xem coi có bông linh nào hay không đó. Thì bông linh đứa bé có bầu thì tất nhiên là mình phải giúp rồi, chứ không phải là không giúp đó, mà tại vì mình đi trên đường đi ngang thành đường mình ghé quay luôn chứ không gì. Thì cái nhà thì nó đây thì chắc lẽ cô chú anh chị mà theo dõi kênh lâu thì biết rồi, đây là khu nhà mộ và trong bên trong có một cái mộ đàn ông thôi mà xây rất là lớn bên ngoài. Thì trước đây mình đến đây cũng rất là nhiều và gặp rất là nhiều vong linh. Thì hôm nay xem lại coi có vong linh được gần giúp đỡ hay không. Thì thôi giờ mình mời ông bà cô chú anh chị các bạn lên xem video rồi cùng Tú đi vào trong nhà mộ này và xem thử có vong linh nào không nha cả nhà. Người thấy nè, đó đây cái nhà mộ bự sần dằn, thấy không? Nhà mộ này mình mới đến đây quay cũng số lần rồi. Hôm nay quay lại xem thấy có vong linh nào hay không. Ủa cái cửa thời gian qua mà không trở lại, cửa này hư luôn cả nhà. À, cửa người ta cục dây luôn nè, cục dây luôn.
ở đằng xa xa cái nhà mình thấy một cái bóng, không cái nhà thấy chỗ cái kẹt cái cột không, chỗ cái kẹt cái cột đó. Ôi đi đi à. Rõ vàng thấy hai, hình như có hai bóng nữa vậy. Ở đâu rồi? Rõ vàng thấy hai bóng đứng chỗ này cả nhà. Quá trời. Nhìn tại xa quá mình cũng không nhìn kỹ lắm. Gần xuống hình hai cái bóng một bông bự một bông nhỏ nè. À, xin chào Hai Vong nha. Không biết là hai cô từ đâu đến đây ạ? À? Có thể cho tôi giao tiếp được một số chuyện không? Không biết là mất tiêu rồi. Cái nhà có hai cái vong nữ hết. Có cái nào để mình để đèn sáng quá, vong linh nó sợ không ta? Mình giảm bớt vào tối xíu. Rõ ràng thấy hai bóng đến đây nè. Đây, ngồi đây nè mọi người. Thì tôi đến đây là chủ yếu là để tìm những vong linh đối khác cần sự giúp đỡ để giúp, chứ không có ý xấu, nên mong của hai cô đừng có sợ. Vong linh của hai cô ở nó đây lâu chưa? Lâu hả? Tôi có làm gì đâu, thì không biết là hai cô là từ nơi nào đến đây ạ? Có thể giao tiếp với tôi được hay không? Tôi đến đây để giúp ông linh chứ đâu có hại ông linh đâu mà đuổi.
Nếu mà hai cô cần tiếp điều gì á, hay hoặc là có ước gì mà chưa nói ra được á, thì có thể nói với tôi và tôi sẽ giúp cho hai cô. Hai cô chịu không? Đói hả? Thì hầu như là vong linh nào cũng sẽ đói, tại vì đâu ai cúng cho ăn đâu. Hai hai người là chị của nhau, mẹ con à? Hai chị em à? Chị em hả? Hai chị em cô là biết nhau lúc còn sống luôn hay gì? Hai chị em cô là hai chị em ruột phải không? Đừng có ngại, tôi cứ nói thiệt cho tôi sẽ giúp cho. Hai chị em ruột hả? Để rồi hai chị em cô bị gì chết? Bị tai nạn hay là bệnh hay là sao? Tai nạn hả? Bệnh hả? Bệnh chết. Ủa bệnh gì mà chết luôn hai ca hai chị em vậy? Chết cùng lúc hay là chết trước chứ sao? Chết trước chứ sao lại cùng chết cùng lúc? Trước sau hả? Hay chết cùng lúc? Chết trước chứ sao? À, chết trước chứ sao lâu không? Cách nhau lâu không? Cô này nhiêu tuổi rồi? Cô chết bao nhiêu tuổi? 20 hả? 25 hả? 70. Nhiều không biết. 25 hả? Hai 22 tuổi, 25 tuổi, 27 tuổi. Thôi già giấu không biết được đâu hiểu. Còn cô nhỏ nhỏ kia, hai sáu là hai chị em cô là 26, 27 tuổi. Là chết chết trước sau là cô em chết trước hay cô chị chết trước? À, chị chết trước à? Chết trước lâu không? Năm hay là nửa năm? Một năm. Mà hai chị em cô cùng một căn bệnh hay sao? Bệnh gì chứ, trẻ gì à? 27, 20, hai mấy tuổi à? Ây da, mũi cắn quá vậy? Hai nhà hai vong của hai chị em cô ở gần đây không? Ở nơi khác đến. Mà chết bao lâu rồi? Hả? Chết bao lâu rồi? Mười năm. Bây giờ như nè, bây giờ nếu mà hai vong của hai cô đói á, thì tôi sẽ cúng kiến cho ăn ha. Hai vong của hai cô muốn siêu thoát không hay đi về chùa? Về chùa hả? Siêu thoát sao không chịu? Tôi có làm gì đâu mà chỉ trỏ dữ vậy? Biển rồi. Ủa mình đâu có làm gì đâu mà sợ ta. Mình hỏi đàng hoàng mà. Kìa. Có làm gì đâu sợ. Hai chị em. Người 26, người 27.
chết thứ sau năm trời, 200 ruột. Đứng như cột kìa. Bây giờ tôi sẽ cúng kiến, có gì hai chị em cô đến hưởng nghe, được không? Ủa cô em đâu rồi? Không có gì đâu, phải cảm ơn. Thôi đi đi, hồi tôi cúng kiến rồi đến hưởng đồ cúng. Cả ngày, thì bây giờ mình sẽ cúng kiến cho hai chị em cô này. Thì để từ từ tìm hiểu xem như thế nào cả nhà. Cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ cúng kiến cả nhà. Cảnh này chắc cả nhà mình cũng quen thuộc lắm. Hôm nay đến đây thì gặp hai vong của hai chị em ruột bị bệnh chết cả nhà. Bệnh gì thì chưa có tìm hiểu rõ. Thì hai chị em con này hiện đang đói á, được muốn được mình cúng. Mà cũng may là hai chị em con này hiền, cũng giao tiếp được. Bây giờ tôi cúng trái cây với hương khói nè, thì hai chị em cô hãy đến đây và hưởng đồ cúng của tôi nha. Bây giờ tôi sẽ đánh mặt cái nơi khác.
Hai cô có hưởng đi, tôi có làm gì đâu, tôi ngồi tôi đây thôi. Hai cô nói chuyện được à? Lúc mà hai cô mắc á là có ai có gia đình chưa? Con này có chồng chưa? Cô kia? Cô kia chưa có chồng hả? Cô này có chồng rồi hả? Có chồng có mấy đứa con rồi? 40 con hả? Đẻ nó ghê vậy? Mấy trai mấy gái? 3 gái 1 trai. Chồng cô giờ có vợ khác chưa? Chưa luôn hả? Giờ tốt rồi. Hai cô chú ngủ trong cái khu nhà màu này hả? Nếu mà hai cô cần tôi giúp đỡ thì thầy sẽ trả lời giúp. Tôi sẽ nếu mà muốn về chùa thì về chùa. Còn nếu muốn đi siêu thoát thì đi siêu thoát ha. Sao ạ? Tôi cúng kiến vong có hai chị em cô ăn mà đuổi gì? Nếu mà tôi nếu mà đổ tôi mà lần sau tôi không trở lại đây lần mai cũng cho cô ăn đâu á. Sao thôi giờ vậy, lần đầu tiên đến đây thì gặp hai chị em cô, chắc có lẽ là hai chị em cô chưa tin tưởng tôi, thì để tôi đến 1-2 lần nữa thì hai chị em cô sẽ hiểu được tấm lòng tôi muốn giúp con như thế nào. Gì nữa? Chỉ ai à? Đóng tay vậy. Hả? Lừa mình nữa. Mình tưởng đâu chỉ có một vòng này, không mình chứ ai vậy đâu, không thấy gì chứ. Mà hai chị em cứ mất tiêu. Đi lừa nữa. Chỉ mình tưởng đâu mình nói là sau lưng mình có vòng nào khác, mình mới quay lại mình nhìn. Cuối cùng không phải không có vòng nào khác trơn mà hai chị biến mất tiêu, chạy mất tiêu rồi. Thì cái nhà ấy thì hai chị em này chắc có lẽ là cũng còn sợ mình đó, do mới đến lần đầu tiên á. Thì mình sẽ cố gắng trả lời những lần sau để giúp cho hai chị em con này nghe. Thì bây giờ mình sẽ đi về mà mình sẽ mang cái bông sen về để giúp cho cái bông cái cô gái có bầu này đó nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video rất nhiều. Chào mọi người nha.